Có một viên nào rồi. Viên như thế là rất là đẹp, nằm lộ thiên luôn đúng không? Bị gãy mất góc nữa. Này về bọc vàng đeo được, bọc vàng 18K đeo cho đẹp thì được, làm trang sức. Mặt nén đục mà. Mà phía sau này nó bóng lót. Kim cương mà to vậy chắc giàu mẹ nè. Nhìn nó giống kim cương, dễ làm hàng với kim cương lắm. Thằng đọc nó nè. Đồ trong không có cao. Ánh xanh mấy viên mà có hình trắng đẹp á, hiếm lắm. Chất lượng không cao mọi người. Lũ xúc. Có cuốc đào xuống, đào sâu xuống thì ok á. Đây 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 một viên. Bể mất tiêu rồi. Này là thạch anh mấy kim cương.
Khu này là khu đá mục không à, không có đá quý. Bên này không có gì đá quý nào luôn á. Lời mệt quá. Ăn cơm chục tô đây này.